Xin chào, tôi là Dư Tử Quỳnh, là một diễn viên. Tôi từng tham gia nhiều cảnh nguy hiểm trên màn ảnh, nhưng tôi luôn thoát ra được. Tuy nhiên trong cuộc sống thực, hầu hết mọi người khó mà thoát được khi gặp nguy hiểm. Vì vậy, khi đi xe mô tô, xe gắn máy, hãy làm theo các bước an toàn sau và giúp cứu mạng người. Xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện đi lại phổ biến. Dù bạn lái xe hay ngồi sau, hãy luôn đội mũ bảo hiểm. Đảm bảo dùng mũ có chất lượng tốt với tầm nhìn rõ ràng. Mũ phải vừa vặn và có cài quai. Luôn chú ý các phương tiện lớn hơn ở xung quanh bạn. Đừng chạy xe trong vị trí điểm mù của họ. Không chạy xe len lỏi giữa các phương tiện hay cắt ngang qua các làn xe. Giữ khoảng cách an toàn với các xe khác. Nhờ vậy, bạn sẽ có đủ thời gian phản ứng với các tình huống nguy hiểm hoặc bất ngờ. Tất cả chúng ta đều đóng một vai trò trong an toàn đường bộ. Hãy làm theo các bước an toàn sau và thực hiện vai trò của bạn. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.